Mình có các số từ 1 đến 30. Mẹ con mình sẽ thi xem ai tìm được nhiều nhất. Trò chơi bắt đầu. Wow, xem anh là 1 này. Ui nhanh thế. 2. 2 xong rồi mấy nhỉ? Ui 3. À đây rồi. 4. 4 xong rồi mấy nhỉ? 4 xong rồi mấy? Ơ 4 xong rồi mấy nhỉ? Ui 5. Nhanh thế. 5. 5 xong rồi mấy? Ui 6 chị sao nhanh quá. 7. Mày nhìn thấy số 7 rồi. Số 7. Số 7 xong đến số mấy? Số 7 số mấy? Mày đọc to đọc to. 7 đến mấy? 8 à? Ủa chị đọc cứ không đọc gì cả. Nhỉ? 8. Xong đến số mấy nhỉ? 8 xong đến mấy? 8 xong đến mấy? 9. 9, 9 xong đến. 9 xong đến. 9 xong đến mấy nhỉ? Rồi, 9 xong đến mấy? Rồi. Ốc 11 rồi à? Ốc 12 con đọc số bao nhiêu con phải nói to ra nhỉ? 12. Rồi, sao này mình bao nhiêu nhỉ? Ôi, chứ chị đọc 13. nhanh. 13. Ốc 14. 14 à? Ốc mẹ rồi. 15. 15. 16. Sai rồi, đây là số 17 à? Chị đọc bị sai rồi. Chị đã nhìn sai rồi, 16 rồi. 17. 18. 18 xong đến bao nhiêu nhỉ? 18 xong đến bao nhiêu nhỉ? 18 xong đến bao nhiêu nhỉ? À 19 rồi. 19. 19 này, xong đến bao nhiêu nhỉ? 19 đến bao nhiêu? 30. 19 xong đến bao nhiêu? 19. Đến bao nhiêu? 19 xong đến bao nhiêu? 20. 20 xong đến bao nhiêu nhỉ? 20 xong đến bao nhiêu nhỉ? Đâu rồi? 21. 21, 22. À, ta 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 ta. 23. 23. 24. Ừ, 24 này. Ừ. 26 này. Ê, hi. 27 vừa bị sai rồi, bây giờ là 28. Số 28, số 28. 28 này. 29 này. Đến bao nhiêu? Rồi, bây giờ mình cùng đếm xem ai được nhiều hơn nhá.